Bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Việc không lắng nghe lời khuyên và cố chấp làm theo ý riêng luôn dẫn đến những hậu quả khôn lường. Chính bản tính kiêu căng và không nhìn biết Đức Chúa Trời là con đường đưa loài người đến sự chết. Ngược lại, khi ở trong Chúa, lắng nghe và làm theo những chỉ dẫn của Ngài, chúng ta sẽ nhận được phước hạnh vô bàn. Hôm nay, ngày 21 tháng 10 năm 2023, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Jennifer Scribner qua chủ đề Nghe và làm theo lời Chúa. Tôi có hai đứa con, một trai và một gái. Khi bọn trẻ còn nhỏ, chúng thường xuyên không nghe lời chỉ bảo của tôi. Việc chúng không vâng lời khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Mỗi lần như vậy, tôi thường trách mắng: vì sao các con không vâng lời mẹ? Mẹ đã nói các con bao nhiêu lần rồi? Con trai tôi thường làm trái ý tôi nhiều hơn chị gái nó. Dù phải nhận hậu quả nghiêm trọng sau mỗi lần cãi lời mẹ, nhưng con tôi vẫn tiếp tục sai phạm. Khi tôi bảo hai con tôi làm việc nhà, thì chúng hỏi vì sao chúng con phải làm việc nhà cơ chứ? Tôi thường ra luật là nếu các con không làm tốt trong lần đầu thì các con buộc phải làm lại. Mặc dù tôi làm đủ mọi cách, nhưng dường như con trai của tôi vẫn không hoàn thành tốt việc nhà và luôn phải nhận hình phạt làm lại lần nữa. Điều này lặp lại thường xuyên khiến con không còn thời gian để ra ngoài đi chơi với các bạn. Có một lần nọ, con trai tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ xe. Dù nhiều lần tôi đã cảnh báo con trai về mức độ nguy hiểm của việc này, nhưng nó vẫn làm trái ý tôi. Con trai tôi muốn thấy đồ chơi của mình bay trong gió. Lúc đó tôi cảnh báo rằng con sẽ mất đồ chơi nếu cứ làm như vậy. Bởi vì không nghe theo lời của tôi, nên cuối cùng đồ chơi của con đã bay khỏi xe và không lấy lại được. Chính lần mất đi đồ chơi yêu thích của con đã dạy cho con bài học nhớ đời. Qua những kinh nghiệm và thách thức khi làm mẹ, giúp tôi nhận biết bản tính chống nghịch của mình và quay lại đầu phục Chúa. Cha Thiên Thượng muốn tôi học lắng nghe và vâng lời Ngài trong mọi việc. Chúa muốn tôi làm theo lời chỉ dẫn của Ngài. Trong Hebrews chương 5 câu 11, tác giả nói với các tín hữu của mình: tôi định khai triển vấn đề này, nhưng vì anh chị em chậm hiểu nên rất khó giải thích. Cảm ơn Chúa vì Ngài dạy tôi ba điều qua câu kinh thánh này. Thứ nhất, tôi phải chú tâm vào những điều mà Chúa dạy bảo tôi. Thứ hai, Chúa muốn tôi vâng phục Ngài trong mọi việc. Điều cuối cùng, tôi phải tìm kiếm Chúa, tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh mà tôi phải đối diện trong tương lai. Hãy tiếp tục bền lòng cầu xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm mà chúng ta phạm phải. Chính Ngài là đấng duy nhất thấu hiểu nỗi lòng của chúng ta và ban cho chúng ta sự khôn ngoan để lắng nghe và vâng lời Ngài. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu, cảm ơn Chúa vì Ngài luôn kiên nhẫn với con sau tất cả những lỗi lầm và những điều con làm buồn lòng Chúa. Con biết ơn Chúa vì qua những vấp ngã giúp con được trưởng thành hơn trong Ngài. Xin Chúa giúp con luôn chú tâm vào Ngài, lắng nghe và vâng lời Ngài trong mọi hoàn cảnh mà con phải đối diện. Con khao khát được học biết về Chúa càng hơn và mỗi ngày trở nên giống như Ngài để sống đẹp lòng Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, được làm con cái của Cha Thiên Thượng là điều phước hạnh nhất đối với chúng ta. Chúa muốn chúng ta học biết Ngài, chú tâm vào Chúa để làm theo điều Ngài dạy dỗ và tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh. Cũng hãy dừng lại trước những điều Chúa cảnh báo để tránh những hậu quả khôn lường. Mỗi ngày bạn hãy đến với Chúa cầu hỏi ý muốn của Ngài và những chỉ dẫn của Ngài trong mọi lĩnh vực đời sống bạn. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa lại Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con
trần gian. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài truyền giáo cho thế giới. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con suốt đời con. Xin cho con biết lắng nghe ngàn đời và truyền giáo chân lý. Xin cho con biết lắng nghe ngàn đời tình mến không hề phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đựng chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân gian. Lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc khổ đau. Xin cho con biết cất lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thực hành ngàn đời lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đựng chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, đồng hành cùng quý thính giả khắp nơi trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Con tên là Kim Nguyễn, năm nay con 9 tuổi, con sống ở Ho Bà, Úc. Thì thường thường á, ba sẽ dẫn con đi học, thì ba sẽ mở con quay lên, ba ra nghe, con chạy con tới lớp rồi, ba sẽ vẫn nghe con quay, đi tới công ty làm. Thì con thích con quay này, thì trong con quay thì có những cái giống nhiều câu chuyện để nghe, cũng có nhiều bài học để cần học. Con có rất là nhiều câu chuyện yêu thích ở trong One Way. Với lại One Way cũng có cái chương trình quyển sách hàng kỳ á, là chương trình con sẽ hay coi. Con chúc mọi người đang nghe One Way được Chúa ban phước. Lời Chúa trong chương trình hôm nay cảm động quý thính giả điều gì không? Hãy cậy ơn Chúa và bước đi trong năng quyền của Ngài để thực hành điều Chúa nhắc nhở nhé. Và hãy chia sẻ cùng chương trình những kinh nghiệm tươi mới của quý vị. Thân chào và hẹn gặp lại.